cho các bạn. Hôm nay được thấy giai đoạn cho phép mượn con Bellphone, cái điện thoại đình đám giữa năm ở Việt Nam mình. Điện thoại cũng tốn rất nhiều tiền, chỉ chú ý vào cái tên, tấm bóng thương hiệu. Các bạn có thể thấy đây là logo của máy Bellphone. Bellphone 2017 nhé. Đây các bạn sẽ thấy. Đây là dòng chữ Isai by BKW, made in Việt Nam. Các bạn có thể thấy rồi, hơi màu mờ ha. Máy có thiết kế cũng khá đẹp, chân trụ, mặt sau là mặt kính. Mình sẽ đánh giá nhanh thôi nha. Trước đây là phím hôm, phím hôm cầm biết con tay. Tuy nhiên so với giữa màn hình chung mặt kính thì phím hôm nó hơi chửi xuống. Máy có hình góc ngược nhanh, chip xử lý tầm trung đây, nước rồi cực nhanh. Máy được bảo vệ bởi phần mềm BKW, phần mềm dược vuốt, có thể nói là tốt nhất ở Việt Nam mình hiện nay. Sau về đẳng cấp thế giới thì cũng hàng top 10. Tuy nhiên mình rất là tin tưởng phần mềm BKW, phần mềm dược vuốt rất là tốt, chất lượng. Đó là máy được design ở Việt Nam mình. Mình sẽ đánh giá nhanh camera ha. Thấy là có máy rất là trong, tuy nhiên giao diện chụp thì cũng có mà chụp rất là nhanh, to lên hình. Chi tiết có hình thì giá cái hiện tại là 9.790.000 là cấu hình của máy. Màn hình 5.5 inch full HD nha. Đây là BIOS. BIOS là gì? Đó là hệ điều hành Android nhưng mà được BKW đi xa lại, mang tên là BIOS, thì nó tương đương đang dựa trên nền tảng Android 7.1. chip thì Snapdragon tầm trung 64 bit, pin 3000 mAh, camera sau là 16 ha. Đây là tự tin là camera là liền không lồi. Máy thiết kế cũng rất là đẹp. Đây là sản phẩm mang tên thương hiệu Việt Nam mình. Bạn xem chi tiết giá ha. 9.790.000 thì giai đoạn có trợ cấp 100%. Các bạn thấy giai đoạn ra tài trợ.